đất mẹ quê nhà. Thôn Lâm Xá của xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Hôm nay buồn lắm, một người con của quê nhà đã khuất bóng ra đi. Đó là ông Nguyễn Văn Vĩnh, sinh năm 1975, sinh ra và lớn lên tại quê hương Lâm Xá của xã Phú Điền. Cùng chung một lũy tre xanh, ông đã uống chung với chúng ta cả một dòng nước ngọt, chung câu ca khúc hát và chung cả một nỗi xóm đi về. Tình xóm nghĩa nàng thiết tha rào rạt, gian khổ sớm chiều no đói có nhau. Nào quê Lâm Xá hôm nay đâu còn cảnh lụp xụp tối tăm, mà đã thay bằng 100% cảnh nhà xây lợp ngói. Trong đó có tới 3/4 là nhà kiên cố cao tầng với đường điện 3 pha hạ thế kéo từ trung tâm về tận xóm tận làng. Hệ thống loa truyền thanh truyền tin của địa phương tới mọi gia đình, đường làng ngõ xóm sạch sẽ phong quang. Hòa trong cảnh nông thôn mới, quê hương Lâm Xá của chúng ta đang từng ngày biến đổi. Thời phút chốc mây bay gió thổi, ông Nguyễn Văn Vĩnh lại hóa ra người thiên cổ từ đây. Quê hương Lâm Xá của chúng ta giàu đẹp như hôm nay có phần công lao đóng góp thật là to lớn của ông Nguyễn Văn Vĩnh. Khi ở độ tuổi tứ thập, ông mắc căn bệnh hiểm nghèo. Ông đã được các thầy thuốc, y bác sĩ và gia đình con cháu anh em tận tình chăm sóc thuốc thang. Nhưng nghiệt ngã thay và vô cùng thương xót, ông đã tắt nghỉ hơi phút sau cùng vào lúc 8:20 ngày 21 tháng 9 năm Mậu Tuất. Khi nhận được tin của ông phụng trầu về tiên tổ, anh em con cháu và dân làng đã trở lại với gia đình với tấm lòng thương xót. Cảnh cũ người xưa mà giọt lệ chứa chan, vợ cùng các con thơ thì nghẹn lời thương cảm, nhớ người cha hiền mà giọt lệ cứ rơi. Thương cha
tuổi ngoại 40, đắng cay nếm trải cuộc đời vì con. Công người ví tựa cao sơn, con chưa báo đáp công ơn sinh thành. Từ nay cha khuất bóng hình, trước sau vắng vẻ gia đình quạnh hiu. Đốt nén nhang thơm, rải tấm nồng thành tính, định bày nên nến đỏ hương thơm. Áo đọa hát hiu đồ thực tự, con cháu thân nhân xin được làm theo gia nễ thọ mai. Trong tấm áo quàng, ông đã hóa người thiên cổ, để cho anh em cháu con nào còn thấy tiếng người. Các con của ông Vĩnh vẫn nhớ lời ông răn dạy, những kinh nghiệm sống trường đời mà chắt lọc từ cuộc sống của gia phong. Từ chính cuộc đời ông đã sống, ông ra đi hôm nay không chỉ có những vành đăng trắng của những người anh người em, người con người cháu, mà dường như cả dân làng cũng tràn ngập một niềm thương. Thế nào ông sẽ về với miền đất của Tây Phương, ẩn sau là nỗi nhớ tình thương của xóm nàng. Ông Vĩnh ơi, mong hồn du lạc non bồng, nghìn năm yên nghỉ nơi gió đồng hương quê. Hỡi cao xanh trời làm chi cực thế, xui khiến lên lông nỗi này để gây cảnh chia ly, để cho vợ cho con các cháu anh em vừa thương vừa nhớ, đôi dòng nước mắt tuôn trào tràn ngập những niềm thương. Thế là chỉ còn hôm nay là hôm cuối cùng ông Nguyễn Văn Vĩnh còn nằm lại trên mảnh đất của quê hương, cũng là ngày cuối cùng ông còn ở lại với tình yêu thương của xóm nàng, và là đêm cuối cùng ông nghỉ lại tại ngôi nhà mà cả cuộc đời 44 năm gây dựng, để sớm mai mây hồng mưa núi tiễn ông về nơi đồng nội của quê hương. Khi nhận được tin ông Nguyễn Văn Vĩnh ra đi về nơi tiên cảnh, đã có những vòng hoa đã tới. Ông Vĩnh ơi, trăm ngàn bông hoa kia đang luôn nở trên quê hương lâm xá của xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương hôm nay, cũng như đang tủi hờn đưa tiễn một người đi
ngậm ngùi cho cảnh biệt ly. Ngàn năm xa cách biết khi nào về. Tang buồn phủ trắng miền quê, tiếc thay người ở người về Tây phương. Nhạc buồn kẻ nhớ người thương, ngập ngùi tất dạ trăm đường éo le. Hôm nay tuyết phủ mây che, thảm sầu cả một vùng quê đau buồn. Mưa ơi hay giọt lệ tuôn, người về chín suối mà thương vô cùng. Thật là đông người thăm người viếng mà nòng quặn đau. Từ nay và mãi mãi mai sau, quê hương Lâm Xá vắng bóng mà đò đâu thấy người. Bờ tre khóm trúc một thời, tình nàng nghĩa xóm một đời nhớ thương. Hôm nay lại một ngày trường, ông còn được ủ trong nàn hơi ấm giữa tình yêu thương xóm nàng. Để mai đất lạnh hương tàn, xa con, xa cháu, theo nàn khói bay. Thế là vĩnh biệt từ đây, mẹ hiền là đất giang tay đón về. Con người ta sống ở trên đất và mới hay là sự thật. Sống trên đất thác cũng nại về với đất. Tình đất mẹ thật chân chất thiết tha, cho con sống giữa bao la. Nay yên giấc nghỉ, lại giang tay ra đón về. Cho con sớm tối đề huề, ngàn năm yên giấc giữa tình quê dạt dào. Sớm mai đây là ngày toàn thể gia đình cùng với anh em con cháu sẽ tiễn đưa ông về nơi non tiên cảnh Phật, tiễn ông về với miền đất của Tây phương. Dạo gót trên đường nàng Lâm Xá Phú Điền, tiễn ông về với đất là cả những niềm thương và là nỗi nhớ của quê hương xóm nàng. Mong hồn du nạc non bồng ngàn năm
yên nghỉ, lưới gió đồng hương quê. Trời đất ơi, có lẽ nào tạo hóa sinh ra muôn vật, lẽ tử sinh trên cõi đời này cũng định song song. Có tồn ắt phải có vong, có sinh có tử là vòng luân phiên. Thế là từ đây ông Nguyễn Văn Vĩnh của chúng ta đã phải rời bỏ ngôi nhà mà cả cuộc đời 44 năm gây dựng, để đi về nơi cõi tiên vĩnh cửu. Anh em, con cháu, dân làng lại ngập ngùi mà theo bước người xưa, ngập ngùi theo bước tiễn đưa, chỉ vì chữ hiếu con chưa đáp đền. Cha ơi, con chưa báo đáp mười ân, giờ đây cha đã qua phần còn đâu. Nhắc tôi thêm thảm thêm sầu, tâm con chưa chọn được câu sinh thành. Từ nay cha khuất bóng hình, trước sau vắng vẻ gia đình quạnh hiu. Các con thơ dại chắt chiu, đâu còn thấy bóng cha ơi, cha đi về. Nàng quê Lâm xã Phú Điền của chúng ta hôm nay cũng như đồng cảm với lòng người của cách đây 44 năm về trước. Ông Nguyễn Văn Vĩnh của chúng ta sinh ra và cất tiếng chào đời. Ông sinh ra trong cảnh nhà bần bách, đời long đong từ lúc còn thơ. Các con cùng của mẹ cha, ông là người con trai yêu quý mà bố mẹ cùng cả nhà nặng nhất mực yêu thương. Nhưng cuộc đời lại dãi nắng dầm xưa, nên 13 tuổi ông lại mất đi tình thương của mẹ hiền. Hai thân phụ của ông, mẹ chạy chợ nuôi con đến vai mòn gót nặng, bố cuốc cày đến lúc dãi nắng dầm sương, nuôi con nuôi cả ước mơ đổi đời.
qua tuổi vị thành niên. Năm 1999, ông kết đôi với bà Lê Thị Nguyệt để sinh hạ được 3 người con, 2 gái, 1 trai. Cuộc sống vất vả, ông đã trải qua bao nghề để kiếm sống. Khi lênh đênh con đò bươn trải dọc ngang, khi nải hăng say xây dựng xóm dựng nàng, nghe theo tiếng gọi của quê hương đang từng ngày phấp phới. Ông đã dành cả tuổi đời để nuôi con trẻ. Các con của ông lớn khôn và rất là quạnh quẽ. Lớn tưởng rằng ông sống trọn cuộc đời cho con có nụ, có hoa. Tình cảm, yêu thương, đầm ấm, chan hòa. Ai ngờ tới cảnh ông lại xa nhà và ông xa cả cháu con. Tạo hóa ơi, làm chi cực thế mà xui khiến nên nông nỗi này để gây cảnh chiến. Có đau đớn nào bằng kẻ ở người đi. Cháu con thảm thiết sầu bi héo mòn. Trời đất ơi, có nỗi đau nào bằng cảnh chia ly kẻ ở trần gian để người về nơi chín suối. Tang cảnh ngậm ngùi, cỗ xe tang đang đưa ông về cõi khác. Cảnh cùng người trên quê hương lâm xá phố điền, hôm nay man mát một liềm thương. Ông ra đi để cho cây cỏ trên quê hương lâm xá phố điền hôm nay cũng nhớ thương mong. Trăm ngàn bông hoa trên quê nhà cũng đẫm lệ giọt sương nồng. Đồng lúa, ruộng ngô, khoai đổi ná, cảnh tình nai náng những đợi trông. Mát tục ông về dạo cảnh tiên, mãi mãi từ đây hết ưu phiền. Vong hồn thơi thảnh cùng hương ngát, bóng hạc du vờn cõi thanh thiên. Đúng là người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi đứng dại khờ. Biệt ni cho đến bao giờ, người còn người mất ngẩn ngơ nỗi lòng. Người đi nước mắt đôi dòng, giọt rơi giọt đọng mà lòng xót xa. Từ đây ông Nguyễn Văn Vĩnh về với ông cha, tổ tiên dẫn nối ông bà dõi theo. Ông ra đi để bà con cô bác và những tình yêu thương ở khắp gần xa. Có hội đồng môn, hội đồng ngũ, các bậc thông gia, tình thân nối xóm đều là tiếc thương.
tiễn ông về bên vùng đất Tây Phương, vừa buồn vừa tủi, lại nhớ thương vô cùng. Từ đây ông về với ông cha, tựa lương vào phúc của ông bà tổ tiên. Trần gian thì mãi cách xa, Tây Phương Đức Phật Di Đà tiếp vong. Cầu ngài Địa Tạng thương nồng, phù cho ông được thoát vòng khổ luân. Còn ít giây phút nữa là ông đã xa hẳn xóm hẳn làng, xa cả bà con cô bác họ Mạc dân làng, và xa cả cháu con. Để tháng năm qua đi, đôi mắt mỏi mòn, tiếng thơm để lại mãi còn dõi theo. Ông Vĩnh ơi, ai sinh ra mà không có ngày tử biệt? Đoàn tụ rồi ai không có lúc phải chia ly? Có nỗi buồn nào bằng kẻ ở người đi? Tủi lòng chợt thấy mỗi khi nhớ người. Trần gian cầu Phật khấn trời, mong hồn thôi thành ở nơi suối vàng, ở nơi cực ngạc ngạc vang, sen vàng chiếu rọi, sen vàng điểm tên. Trời ơi, sao cảnh trái ngang, để cho con cháu phải dở dang đôi dòng. Người đi kẻ nhớ thương mong, xoay vần năm tháng ẩn trong tháng ngày. Bây giờ ông đã đi xa, để cho chồi non buồn tủi mà ná già héo khô. Ngẩn ngang đồng lúa ruộng ngô, người buồn cảnh cũng bao giờ được vui. Chia tay ông từ biệt xóm biệt làng, để ông về phương ấy được an nhàn thành thơ. Ở nơi cực lạc vui chơi, trăng thanh gió mát nghỉ nơi hương đồng. Ông Vĩnh ơi, có lẽ nào cả một đời ông đã không được nghỉ, nay là phút thanh nhàn mộng mị thiên thu. Gió ngàn yên một giấc u, ngàn năm hưởng gió vi vu hương đồng. Ông ra đi thảnh thơi thanh thản, từ giây phút này ông đã là bạn của gió trăng. Để đêm sau ông ngắm ánh trăng rằm, mộ yên mà đẹp ông nằm thảnh thơ. Ông Vĩnh ơi, tạo hóa luân hồi, ai người thoát được luật trời tử sinh? Ai người biết được số mình, ngày nào sẽ phải rất tình xa đi? Tiền dòng bạc chảy làm chi, mua đâu được mạng một khi không còn. Một đời dành dụ vì con, mong sao cho trọn, cho tròn hiếu chung. Giờ phút này đây là những bước sau cùng, ông còn gần con, gần vợ, gần gia đình con cháu và trong lòng của quê hương. Theo xe tang là cả niềm thương, là nỗi nhớ của quê hương xóm làng. Bờ tre nay lại vắng người, để tiếng chim khắc khoải mà tiếng cười héo hon. Tháng năm nhung nhớ mỏi mòn, người đi để lại cảnh còn dở dang. Pháp sự Ưng Gia Hiếu viết, dựng phim và quay video đọc lời bình.
chúc vong hồn thảnh thơi thanh thản.